Cái đó đó hút hàm sát nó luôn chứ, hút qua hàm kia làm chi? Hút hết cái hàm đó luôn đi. Ở đây xe luôn chứ hút qua hàm kia làm chi? Nhưng mà tưởng không hút được thì hút trong ở đây rồi. Được chứ. Ủa đặt cơ quá hả? Đặt cắm ở đây nè. Khi nào ấy hút sạch này, dùng một bơm á bơm xuống. Hút cái nào hết đường nữa kéo lên. Ủa đất này nó tốt quá. Phần này đẹp. Dạ, đổ xe gió đó, xe gió trấu ra xong đổ vô ủ á.